Chào các bạn nhé, nay mới tuyển được con trào màu rất là đẹp này, con trào màu miền này. Đấy, con này chỉ nuôi lên là nó khi nó có lửa cái là nó sẽ hót tốt đấy. Con này là hiện tại mới xong lông chưa căng đâu, rất là đẹp. Các bạn đăng ký kênh Cán Đất Việt trên YouTube, vài hôm tới mình chăm nó căng căng này sẽ có clip chia sẻ và sẽ chia lại cho các bạn nhé, có nhu cầu. Rất đẹp, thuần.